như là thời gian bỏ quên cô ấy rồi thì phải á. 45 tuổi, hai con mà nhan sắc nhìn như 20 vậy á. Bí quyết là gì? Cùng Vi tìm hiểu nha. Về quy trình skincare, Sakira luôn tẩy trang thật sạch trước khi đi ngủ. Cô thường sử dụng một cây bàn chải nhỏ để loại bỏ các lớp bụi bẩn. Sau đó cô chăm sóc da bằng các loại serum, vitamin C và E mua ở các hiệu thuốc. Trước khi trang điểm hay đi ra ngoài, cô thường sử dụng kem chống nắng, serum và kem dưỡng ẩm để nuôi dưỡng làn da, cũng như là bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, từ đó sẽ hạn chế được nếp nhăn và chảy xệ. Về thực đơn ăn uống thì Sakira cũng quan điểm rằng để da thật sự đẹp thì cung cấp dưỡng chất từ sâu bên trong cũng rất quan trọng. Cho nên cá và rau bina được cô nàng lựa chọn thường xuyên vì chúng cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như vitamin A, B2, C, D, sắt và omega giúp làn da săn chắc và đàn hồi hơn. Nhờ vậy mà Sakira luôn được mệnh danh là người đẹp không tuổi.